Hello cả nhà. Em lên một con Citizen Reguno nha cả nhà. Hàng zin nha, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp ha. Dòng radio control nha. Solar tech cho cả nhà. Pin này năng lượng ánh sáng nha. Pin rất là trâu luôn. Lịch ngày gấp 3 giờ ha. Con này xe đo chưa núm là 37 năm nha cả nhà. Dây thép đúc ha, dây thép đúc có đờ mi luôn, hàng rất là đẹp luôn nha. Con này giá cũng khá là mềm nha cả nhà, để cái nhà 580 ngàn thôi ha, bao ship cho cả nhà mình ha. Dây khá là dài nha, dây này thì tay 19 mang vẫn thoải mái nha cả nhà, 580 ngàn thôi nha, rất là rẻ luôn. Mời cái nhà mình nhé.